68 70 vừa nha. Rồi con rút. Con rút cho chị Mỹ Liên nè. Con rút 65 cho chị Mỹ Liên. Rồi mấy chị chốt, mấy chị yêu dấu của em chốt chắc giúp em nha. Nói thì nói như ngày nào cũng gặp bơm hết á. Đúng là ngày nào cũng gặp dạo. Con tím hoa đỏ nằm ở chỗ ghế xanh hả em? Con tím. À con này hả chị? Con này là con bầu chị ơi. Con này dành cho bầu. Rồi lên trên mã bầu. Lên trên mã bầu nha, con này mới tinh nè. Rồi con dây này đẹp quá nè. Rồi con già này. Con này size L vừa nè. Lên cho em, lên cho em mã dây. Em chơi lên cho em mã dây nha. Rồi lên cho em mã dây. Rồi con này eo 76. Eo 76 đến 78 vừa nè. Rồi lên dây mã cổ. Lên dây mã cổ. Rồi con này L vừa. Lên dây mã đô. Lên dây mã đô mấy chị. Con này đẹp nè. Con này đẹp nè chị Ái Lan nè. Rồi con này eo 70 đến 76 vừa cho em nha. Cổ đẹp em phía sau nè. Rồi lên cho em mã sau đi mấy chị. Rồi lên cho em mã sau. Lên cho em mã sau nha. Rồi dây. Dây cho chị Mỹ Liên nè. Xem áo vàng treo trên đây. Áo vàng. Áo hả? À cái áo vàng hả chị? Áo len chị. Rồi chị nào eo 76. Rồi con này. Con này cũng lạ nè. Ở trong là body nha. Eo 76 nè. Tay nè, bên nè. Phần lót này dài lắm. Rồi lên cho em mã vàng. Lên cho em mã vàng, con này 65. Lên cho em mã vàng 65 nha. Rồi con này đắp chéo nè. Con này đắp chéo. Eo 68 70 vừa cho em nè. Rồi lên cho em. Ôi, con này đẹp nha mấy chị. Lên cho em mã rêu. Lên cho em mã rêu. Rồi lên cho em mã rêu. Rồi con này eo 70. Con này eo 70 nè. Con này eo 70 vừa cho em nha. 70 72 vừa. Rồi lên cho em mã vàng phối mấy chị. Lên cho em mã vàng phối nè. Rồi sao tự nhiên nó chá dữ ta. Cái đường truyền. Rồi lên cho em mã vàng phối nha. Ủa sao tự nhiên nó chá dữ ta, hay là em game hoa mắt nè. Rồi lên cho em mã vàng phối. Rồi vàng phối nha mấy chị.
Rồi con này eo 74. Con này eo 74, 76 vừa nè. Rồi lên cho em mã trắng rồi con này 30. Lên cho em mã trắng con này 30 nha. Rồi con này size L vừa. Con này size L vừa lên cho em mã shop. Lên cho em mã shop. Con này đẹp. Ôi bà này đẹp quá. Rồi chị nào eo 70, 72 vừa nè. Lên dây mã cổ 30. Lên dây mã cổ 30. Con này mới ken nha. Chắc nó đẹp lắm nha mấy chị. Chắc đẹp nha. Lên dây mã cổ 30. Rồi SM vừa. SM nhỏ vừa cho em. Rồi lên dây mã rút. Chắc đã nha. Lên dây mã rút mấy chị, phía sau có bo nè. Rồi lên dây mã rút. Ôi chết cha. Quá rồi. Ẩn comment, ẩn comment. Từ từ nha, đợi em xíu. Rồi mã sau. Mã sau là mã nào? Ôi. Mã sao cho chị Mỹ Liên nè. Bị ẩn chị ơi. Tiêm áo rồi, đợi em xíu nha. Rêu. Rồi rêu cho chị Triền Hòn nè. Rồi ok. Có mã mờ không ta? Nãy giờ có mã mờ không chị ta? Chị Nguyễn Hương chốt mã mờ hả? Hay là chị bấm tương tác. Mã mờ là mã nào nhắc em được không? Nó bị ẩn. Rồi 50. 50 đến 57 kg vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã áo. Lên cho em mã áo 35. Lên cho em mã áo 35 nha. Rồi rút cho chị Triền Hòn nè. Chị Triền Hòn IP em chưa? Rồi lên cho em mã áo 35 nha. Đây mấy chị. Rồi lên cho em mã áo 35. Từ 50 nè đến 57 kg vừa. Em rồi con này eo 70, 72 phải không ta? Rồi con này eo 72, 74 vừa. Rồi lên cho em mã to. Lên cho em mã to nha. Con này đẹp ghê. Lên cho em mã to. Rồi con này SM nhỏ vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã 3. Lên cho em mã 3 mấy chị. Rồi áo 35 cho chị Nguyễn Hương nè. IP giúp em nha. Rồi áo 35 cho chị Nguyễn Hương. Dạ.
Sai chị hả? Rồi. Áo 35 cho chị Nguyễn Hương. Rồi con này 60 65 kg vừa. Lên dây mã xanh. Lên dây mã xanh nha, có dây cột eo nha. Rồi lên dây mã xanh. Mới vậy mấy chị. Rồi lên dây mã xanh. Rồi SM vừa cho em con này nè. SM vừa cho em con này. Phía trước có rút lại nha mấy chị nha. Phần này có rút lại nè. Rút lại giùm em. Rồi lên cho em. Lên cho em mã dây. Lên cho em mã dây. Rồi lên cho em mã dây. Rồi, con này eo 72 đến 74 vừa. Eo 72 đến 74 vừa. Rồi lên cho em mã nhỏ. Lên cho em mã nhỏ tay sơ mi con này form đẹp. Rồi lên cho em mã nhỏ. Rồi eo 70 đến 74 vừa nè. Lên dây mã túi con này chất xịn lắm mấy chị. Chốt đi. Mặt hơi bị đẹp á. Đấy. Con này đi làm đi chơi ok nè. Lên dây mã túi. Nhận con về chắc. Con này nhận về chắc sướng lắm nha. Rồi 60-65kg ok nè. Rồi túi. Túi cho chị Nguyễn Hương nè. Chị Nguyễn Hương IP em chưa? Hàng nói chung em xả hết luôn mấy chị. Với đầm von mà. Giá này là xả sạch luôn ạ. Dạ không chị. Để em coi. Cái màu đen này em coi thử chứ còn mấy con kia size nhỏ không. Rồi con đỏ này. Con gắm nha mấy chị nha. 60-65kg ok nè. Rồi lên cho em mã gắm 60. Lên cho em mã gắm 60. Rồi con này nó bị rách rồi. Bị rách rồi mấy chị đang được này. Về đang móc sơ sơ lại giùm em nha. Ồ mấy bà ơi. Rồi con này tặng. Con này tặng nha. Nó đặt nó bị đứt một chút xíu với chị về. Đấy, chị màu móc lại cho em. Lên cho em mã tặng đi. Cái con này đẹp ghê. Lên cho em mã tặng nha. Móc lại chút xíu không sao hết. Rồi tặng cho chị Ngân Ngân. Rồi tặng cho chị Ngân Ngân nha. Có nhờ má đi chợ giùm em. Chưa anh điện ấy. Rồi con này 60 đến 65 kg vừa nè. Hoa. Rồi lên dây mã ho. Lên dây mã ho mấy chị. Rồi gắm. Rồi gắm cho chị Thanh Cương nè. Gắm 65 cho chị Thanh Cương. Để
thôi anh chạy đi, chạy ra mua cũng được. Rồi SM nhỏ vừa nè, SM nhỏ vừa con này đẹp nè mấy chị, SM nhỏ vừa cho em. Rồi lên cho em mảnh nút, phía sau này có bo nè. Rồi lên cho em mảnh nút. Ủa má đi rồi, thôi anh chạy ra xíu anh mua xíu cái và nấu canh cũng được. Dạ, tại vì cái điện thoại em là thấy chị Ngân Ngân trước chị. Rồi hoa cho chị Thanh Cương. Rồi mấy chị, nay chơi lớn bữa luôn hoa Thanh Cương. Rồi sao giờ chị? Chị Nguyễn Hương. Đây, lên cho em mã nút đi, con này đẹp nè. SM nhỏ vừa, lên cho em mã nút. Rồi chị Nguyễn Hương ha. Thôi ba đồ quỷ đồ yêu này để em. Mấy chị chốt 4-5 cái cho em nha. Rồi rồi tặng con khóc này cho chị Nguyên Hương được chưa? Rồi tặng con khóc này cho chị Nguyên Hương luôn này. Chị Nguyễn Hương nè. Gì? Không có. Rồi giờ sao? Rồi con này eo 70. Eo 70 đến 74 vừa nè. Rồi lên cho em. Lên cho em mã bi. Lên cho em mã bi nha. Rồi lên cho em mã bi. Rồi hai cái con đầm này. Rồi con này M, ML. MLX. XL vừa luôn nha, từ eo từ 74 nha mấy chị. Đâu rồi thêm còn nhớ không bà. Eo 74 đến eo 90 vừa luôn cho em. Rồi ba, ba bé ba màu. Yếm nè. Rồi dài thước tha luôn, dài tới gần đụng đất luôn. Dài gần đụng đất luôn cho em nha. Rồi lên cho em mã xanh. Rồi con này 75 nha. Rồi con này 75 nha. Like trước em like 80, giờ còn 75. Còn nếu mà con này em bán 100 mấy rồi ba cái. 75 cho chị Ngân Ngân nè, có ok không? Xanh hả? Lấy cái xanh thôi hả? Chế. Cái vàng cũng đẹp mà. Chị nào? Cái này hồi xanh cho chị Ngân Ngân 75. Trời ơi, nó nặng tay. Ừ, vàng nè. Ừ, trời ơi. À, vàng và nu không lấy xanh rồi ok. Rồi 75. Mỗi bé 75 cho chị Ngân Ngân. Ồ, mỗi cái là hơn 1,5 kg nha mấy chị. Một cái đầm này là hơn 1,5 kg nè. Rồi 75. Rồi xanh để lại ha. Em có mấy con xanh rồi. Đâu rồi cái con. Cái con này nè em có tầm. Đâu rồi cái con đỏ của mình đâu rồi. Em có tầm. Bao nhiêu con ra cái con hoa. Rồi con này đắp chéo nè.
Con này đắp chéo. Rồi con này eo 74, 76 vừa. Con này eo 74, 76 vừa mấy chị. Rồi lên cho em mã chéo. Lên cho em mã chéo nha. Lên cho em mã chéo mấy chị ơi. Rồi lên cho em mã chéo. Ôi trời ơi. Ủa em không có thấy chị Mỹ Liên không? Rồi còn cái xanh nè chị. Còn cái xanh được không chị Mỹ Liên? Chị Ngân Ngân chị chốt hai cái màu kia rồi. Rồi con này eo 74 nè. Eo 72 đến 74. Lên cho em mã sao. Gì vậy? Lên cho em mã sao. Thoát ra thoát vô nãy giờ á chứ. Trời ơi. Rồi chéo cho chị Tuyết Ngân nè. Rồi chị Tuyết Ngân IP cho em đi. Chị Truyền Hòn IP em rồi hả? Rồi chéo cho chị Tuyết Ngân dự bị cho chị Truyền Hòn nè. Rồi xanh cho chị Mỹ Liên. Rồi xanh cho chị Mỹ Liên, xanh 75 cho chị Mỹ Liên nè. Chị Thanh Cương sâu rồi. Rồi khách mới IP giúp em nha. Rồi con này. Con này size M vừa. Con này size M vừa cho em nha. Rồi phía sau nè, hở lưng cho em nè. Rồi lên che mã lưng đi. Lên che mã lưng. Lên che mã lưng mấy chị. Rồi lên che mã lưng. Rồi con này 60 đến 65 kg vừa nè. Lên che mã phối. Lên che mã phối mấy chị. Rồi lên che mã phối. Rồi con này eo 74 vừa. Con này eo 74 vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã tay. Lên cho em mã tay nha mấy chị. Dưới Barbidon nè, phòng xì nè. Lên cho em mã tay. Rồi chào. Chào anh Đào nè. Rồi con này. Ôi con đen này đẹp quá. Con này 65kg ok luôn nè. 65. Rồi dép ra cho dê con. Rồi con này eo 100 vừa luôn mấy chị. Cổ yếm nè. Con này eo 100 vừa luôn nha. Cổ nè. Rồi lên cho em mã đen. À cái chị đang mặc khách chốt rồi. Cái chị đang mặc khách chốt rồi gái. Rồi con rút này nè.
eo 70 đến 74 vừa nè, rất là mới luôn. Rồi lên che mã ruốc. Con này chất đẹp lắm nha, lên che mã ruốc. Lên che mã ruốc. Rồi con này mới tinh. Lên che mã ruốc mấy chị. Rồi đen cho chị. Đen cho chị Thanh Cương nè. Rồi tay cho chị Thanh Cương. Rồi con này size M vừa, eo 70 đến 74 vừa. Nè mấy chị thấy nó mới không? Mới nha. Eo. Rồi lên trên mã phối đi mấy chị. Lên trên mã phối. Rồi lên trên mã phối nha, mới tinh nè. Lên dây mã phối. Rồi con này eo 72 đến 76 vừa nè. Rồi lên dây mã hồng. Mới quá. Lên dây mã hồng nha. Lên dây mã hồng. Rồi con này size M vừa. Con này size M vừa nè. Rồi hồng cho chị Tuyết Ngân. Chị Tuyết Ngân IP em chưa ta? Tuyết Ngân. Rồi hồng cho chị Tuyết Ngân. Ủa hề, coi chị Tuyết Ngân IP cho chị chưa hề. Rồi con này eo 70 nha, eo 70 đến 74 vừa nè. Rồi lên dây mã xanh. Lên dây mã xanh mấy chị. Ủa sao nó quay quay hoài. Rồi lên dây mã xanh nha. Đây. Eo 70 đến 74 vừa. Lên dây mã xanh. Trời, cái mã rút nó đẹp vậy mà không chị nào chốt hả? Ôi cái móc này. Rồi con này eo 76 78 vừa nè. Con này eo 76 78 vừa. Rồi lên dây mã 78. Lên dây mã 78. Rồi bà nào. Bà nào mặc vừa eo 70. Rồi ok chị Tuyết Ngân. Bà này mặc vừa eo 70 72. Có mút ngực cho em nha. Dây chéo nè. Dây. Ôm body. Con này em mặc đẹp lắm. Ôm body đuôi cá nè. Ôm body đuôi cá nha. Rồi lên dây mã cá. Eo 70 72 vừa. Co giãn cho em nè. Mới tin nè. Eo 70 72 vừa. Rồi lên dây mã cá. Hay. Lên dây mã cá mấy chị. Thốt ra thốt vô coi. Bon cho mì trái chuối con. Chị xem con hoa dài tay. Đây hả chị? Rồi. Rồi con này eo 74 đến 76 vừa. Con này eo 74 đến 76 vừa cho em nè. Con gom hết chén ra ngoài kia đổ nước lên xíu nữa mẹ xuống lai mẹ rửa. Con này đẹp nha. À. Rồi lên cho em mã. Lên cho em mã 76 mấy chị. Eo 74, 76 vừa. Ừ. Cột eo nè. Rồi lên cho em mã 76. Rồi cá. Cá cho chị Nguyễn Hương nè. Cá cho chị Nguyễn Hương. Cái đơn chiều qua chưa chốt. À em ơi chị, ủa chị Nhung Dương, chị ngày qua chị chốt cái gì ta? Nhung Dương. Cá cho chị Nguyễn Hương. Nguyễn Hương.
Cá chị Nguyễn Hương nè. Chị Nhung Dương. Có IP không? Chị đâu có IP cho em đâu chị. À, chị Nhung Dương chốt áo đúng không? Cho coi lại. Cái hồng với em có. Cho cái hồng. Cái hồng nào chị Tuyết Ngân ha. À cái hồng này hả? Cái hồng nãy chị chốt hả? Không phải đuôi cá đâu chị. Ừ. Đây. Ừ. Đây chị ơi. Chị Nhung Dương hồi tối chốt áo sơ mi đúng không? Đúng không chị? Chị chưa IP em mà. Chị IP cho em lại đi. Rồi con này size L vừa nè. 60-65kg ok cho em nè. Rồi lên cho em mã. Lên cho em mã nhí. Lên cho em mã nhí nha. Lên cho em mã nhí. Chị chưa... Chị bay giúp em đi. Chị xem cái tím trắng. À cái này là đầm bầu chị. Rồi con này đẹp quá mấy chị. Rồi con này ML vừa nè. Con này ML vừa cho em. Cườm nè. Tùng luôn nè. Rồi lên cho em mã cườm. Lên cho em mã cườm mấy chị ML vừa. Rồi nhí cho chị Mỹ Liên. À làm sao chị? Nhí cho chị Mỹ Liên. Không chị to 1.2 lượng không biết vừa không em. Rồi con này cường. Rồi con này size M. M lớn L vừa cho em nè. Rồi lên cho em. Lên cho em mã cường. Ôi không chị hả? Con này to mà chị. Con này to mà. Ừ. Nè. Rồi để em đo thử coi. Dây đi đâu rồi ta? Con này vừa á chị à. Eo chị bao nhiêu? Nè bự lắm nè. Rồi lấy chị cái thước dây nữa hả? Rồi một em còn mạc nè. Một em còn mạc. Xem M vừa cho em nha, chắc xốp xốp nè. Rồi lên dây mã còn mạc. Lên dây mã còn mạc. Rồi xem M vừa. Xem M vừa nè. Rồi lên dây mã cam. Lên dây mã cam. Rồi em chốt cùm. Rồi ok chị. Đó, cái thứ dây màu xanh sau lưng chị kìa. Không thấy gì đâu, cường.
Rồi để em đo cái hông, cái hông thì nó kế cái mông đúng không mấy chị? Hông đây hả? Rồi, hông em 90. Để tôi chồng thử con này vô coi. Nè, hông em 90 nè, rộng rãi thoải mái nè. Rồi chị có lấy không thì ok lại giúp em nha. Chị IP nhắn tin cho em đi. Rồi em coi chị Tiết Cương á. Từ chị Nhung Dương. Có cái hoa hồng á. Chị IP lại giúp em nha. Rồi con này, con này SM vừa nè. Rồi nó đẹp nha mấy chị. Hoa nhí nè, phía sau có bo nè. Rồi lên cho em mã bo. Ôi con này đẹp nè mấy bà. Sau phía dưới nè. Rồi lên cho em mã bo. Trời ơi. Đi, đầu xù tóc rối luôn. Rồi lên cho em mã bo. Rồi con rút này. Eo này. Rồi con rút này eo 82 vừa. Lên dây mã rút. Còn mắt phải giật hoài trời. Lên dây mã rút mấy chị. Rồi lên dây mã rút. Lên dây mã rút nha. Rồi con này eo 66 vừa mấy chị ơi, eo 66 68 vừa. Thêu nè. Thêu eo. Rồi lên cho em mã thêu. Lên cho em mã thêu. Eo 66 68 size S á. Lên cho em mã thêu luôn. Rồi con này. Rồi con này size M vừa, lên cho em mã yếm. Lên cho em mã yếm mấy chị. Rồi lên cho em mã yếm nha. Rồi lên cho em mã yếm. Ôi em ơi, rồi con này eo 74 đến 76 vừa nè. Con này eo 74 đến 76 vừa. Rồi lên dây mã bèo. Lên dây mã bèo mấy chị. Lên dây mã bèo nha. Rồi con về này nè. Eo 74 đến 76. Mấy lớp luôn nha mấy chị nha. Mấy lớp luôn cho em nè. Rồi lên dây mã vàng. Lên dây mã vàng, con này mấy lớp nha. Lên dây mã vàng. Rồi cái con này nó đẹp mà, không bao nào chốt hết. Tiếp. Rồi con này eo, eo 68-70 vừa nè. Chắc nó đẹp mấy chị, bóng bóng nè. Mới tinh nè nha. Cổ nè, cườm ngọc trai nè. Cổ eo nè. Rồi đẹp ghê. Rồi lên cho em. Lên cho em mã eo đi. Lên cho em mã eo.
Rồi lên cho em mã eo. Rồi eo cho chị Mỹ Liên nè. Rồi con này em còn, con này em còn tầm 7-8 con nữa nha. Còn nguyên cái dây tem mà có nhiều cái nó còn mẹt luôn. M, S. Con này size M thì là ML mặc vừa nè. Rồi còn kia size S là SM mặc vừa. Dây là mấy chị rút lại được nha. Thâu lại ngắn dài cho em nè. Nè, vai như vậy nè. Vai hoa, eo hoa nè. Dưới này hoa nữa. Quá trời hoa luôn. Rồi lên dây mã hoa đi. Em có mấy con lận? ML, S. Ok hết. Lên dây mã hoa. Rất là mới nha mấy chị. Lên dây mã hoa. Thâu dây lên. Rồi lên dây mã hoa. Rồi con này đẹp nè. Rồi con này size L vừa nha. Chị nào eo M lớn, M lớn với L vừa nè. Rồi lên cho em, lên cho em mã nâu. Lên cho em mã nâu. Gì? Không ở nhà giờ này đi chơi nữa trời. Rồi con này eo 70-72. Eo 70-72 nè. Bẹt vai gì cho em nè. Đấy. Ôm body. Ôm body cho em nha. Rồi lên cho em mã cường. Eo 70-72. Lên cho em mã cường. Con này cũng gu em nè. Mà điều cái màu nó hơi chuẩn. Nó hơi chuẩn một xíu. Rồi. Rồi con dây này size L vừa. Con dây này size L vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã vàng. Lên cho em mã vàng mấy chị. Ôi em chào chị Thánh Hồng nè. Em còn giữ hai cái áo của chị á chị. Có hôm nào hôm nay có cái gu nào của mình chốt luôn cho đem đi đơn luôn nè. Rồi con này size M vừa nha. Eo 70. Eo 70 đến 72 vừa nè. Rồi lên cho em mã lá. Lên cho em mã lá mấy chị. Eo 70-72 vừa. Lên cho em mã lá. Chốt vàng. Rồi ok vàng cho chị Mỹ Liên nè. Chị Thanh Trung hả? Rồi con này to nha. Con này 60-65 kg vừa luôn nè. Lên dây mã hồng. Lên dây mã hồng mấy chị ơi. Lên dây mã hồng. Body. Lên dây mã hồng. À cái con này hả chị? Con này eo 70-72. Con này eo 70-72 nè, chắc co giãn. Chị eo 68 ok, con này sang nè. Bẹt vai nè. Này con này chị mặc vừa. Rồi con này S nha. Con này S. Eo 68-70 vừa cho em nè. Rớt vai nè. Rồi lên cho em mã đỏ. Lên cho em mã đỏ mấy chị. Rồi con này eo 68-70 vừa nè. Ở trên là rinh nha mấy chị nha. Rinh rớt vai ở dưới nè. Ôi mới tin nè.
rồi lên dây mã rin, lên dây mã rin. Hồi hồng cho chị Mỹ Liên nè, rộng quá hả? À, chị thích kiểu như vậy hả? Để em coi cho coi. Rồi hồng cho chị, hồng cho chị Mỹ Liên. Con này màu đẹp kìa. Rồi con này M lớn L vừa cho em nha. Ừ, cái màu nó đẹp ghê mấy chị. Phía sau nè. Rồi lên cho em mã xám. Lên cho em mã xám đi mấy chị. Rồi lên cho em mã xám nha. Rồi em chào chị Út Phan nè. Lên cho em mã xám. Con này M lớn L vừa. Ôi, bài này lạ quá nè. Rồi con này LXL vừa. Rồi xám cho chị Trương Thị Hồng. Rồi khách mới EB. Rồi con này lên dây mã lạ nè. Size LXL vừa. Lên dây mã lạ. Lên dây mã lạ nha. Rồi chị Trương Thị Hồng EB giúp em. Rồi sáng ăn trái chuối rồi mấy chị. Rồi chị Trương Thế Hồng EB giúp em nha. Body hả? Để em coi em còn con body nào không. Rồi con này S. Con này SM nhỏ vừa nè. Lên dây mã rằng. Lên dây mã rằng. Rồi con này 40. Lên dây mã rằng con này 40 nha. Xíu mấy chị gái họ lấy giùm chị cục sạc cái gái. Rồi chị Trương Thị Hồng EB giúp em nha. Rồi con này ôm body nè, eo 74-78 vừa cho em. Mới ken luôn nha, rất là mới nè. Rồi lên cho em, lên cho em mã mới đi mấy chị. Eo 74-78 80 ok luôn á. Rồi lên cho em mã mới. Lên cho em mã mới mấy chị. Rồi lấy mã đỏ chị xem lại. Rồi từ từ. Dạ mã đỏ là size SM chị. SM nhỏ vừa. Rồi SM nhỏ vừa nha. Rồi lên dây mã đỏ. Lên dây mã đỏ. Nó bị ổng comment chị từ từ. Mấy chị đợi từ đợi em nha. Yeah.
chị. Dạ đúng rồi chị. Đồng giả 55k. Rồi đỏ cho chị Trương Thị Hồng. Chị bê giúp em đi chị. Rồi đỏ cho chị Trương Thị Hồng nè. Rồi con này đẹp quá mấy chị. Con này còn tem luôn cho em nha. Eo 70 đến 72 nè. Một nùi tem luôn. Một nùi tem luôn nha. Rồi con này eo 70 đến 72. Nè dây như vậy nè. Rồi rớt như vậy nữa nè chị em. Chất đẹp còn tem. Rồi lên chia mã còn tem. Lên chia mã còn tem nha. À. Rồi đỏ chị Hồng chốt rồi chị Vi Ngô à. Đỏ hả? Đỏ đó, nhà em nhiều màu đỏ lắm. Để từ từ em lên cho. Con đầm đỏ nhà em nhiều lắm, từ từ. Chị thích kiểu như vậy. Ừ, em có con đen này cũng đẹp nè. Rồi con đen này. Con đen này chất đẹp lắm nè. Phía sau có gài nút nha mấy chị, trên vai rút lại. Cột cho em nè, eo 70 đến 74 vừa. Eo 70 đến 74 vừa cho em nha. Tại cái màu đen vô cái hình này nó không có đẹp đâu mấy chị. Ở ngoài nó mới nha. Ừ. Eo 70 74 vừa. Rồi lên cho em mã đen. Phía sau gài nút nè. Lên dây mã đen. Lên dây mã đen nha. Cái con. Rồi đứng nữa thì khổ ghê. Rồi con này eo 70, 72 vừa. Rồi lên dây mã eo. Lên dây mã eo mấy chị. Lên dây mã eo nha. Ủa, cái mã mới nè. Cái mã mới ôm body đó đẹp đó. Nó là len mỏng chứ không có phải là dày đâu mấy chị. Rồi một con zoom. Zoom này size S nè. Con này mặc hơi bị sang nha. Rồi eo 66, 68 vừa nè. Rồi lên dây mã dâm. Lên dây mã dâm. Lên dây mã dâm nha. Rồi con này eo 70 đến 74 nè. Mới mấy chị. Eo 70 đến 74. Rồi lên dây mã 74. Chị Hồng ơi, bi giúp em chị. Lên cho em. Lên cho em mã 74. Size M nè. Rồi con này. Con này eo 68 đến 72 vừa. Con này eo 68 đến 72 vừa cho em nha. Lại đứng nữa rồi. Rồi lên dây mã cổ. Lên dây mã cổ mấy chị. Rồi lên dây mã cổ nha. Eo 68 đến 70 vừa nè. Lên dây mã cổ. Em nhớ chị Vivi Ngô xem like em mấy lần rồi ha. Rồi con này eo 72 đến 74 vừa. Lên dây mã ren. Ren von nha. Phối vô. Rồi lên dây mã ren. Rồi con này. Con này eo 66, 68 nè. Rồi lên dây mã đinh.
lên dây mã đinh với chị. Rồi lên dây mã đinh nha. Rồi con này. Rồi con này mà chị nào thích màu tối nè. Rồi con này eo 78. Chị nào eo 68. Rồi eo 76 đến 78 vừa nè. Rồi lên dây mã dài. Lên dây mã dài. Lên dây mã dài nha. Mã dài mấy chị. Rồi con này size L vừa. Size L vừa nè. Rồi lên dây mã. Lên dây mã 1. Lên dây mã 1. Rồi con này eo 74 đến 76 vừa. Con này eo 74 đến 76 vừa nè. Rồi lên dây mã dừa. Lên dây mã dừa nha. Rồi lên dây mã dừa. Rồi con này mặc tới mắt cái em luôn. Rồi lên dây mã dừa. Con này đẹp. Rồi con này eo 74 nha. Eo 74 đến 80 vừa cho em nè. Nó xét nách nha. Mấy chị mặc rồi tay nó đưa ra như vậy nè. Trên vai có nơ nè. Rồi lên dây mã nơ. Lên dây mã nơ rồi con này 65. Lên dây mã nơ con này 65 nha. ML vừa. Rồi lên dây mã nơ. Rồi con đỏ này nè. Đỏ này mới ken mấy chị. Con đỏ này eo 70 đến 74 vừa. Ừ. Mới lắm nha. Mới lắm nha mấy mấy chế. Rồi lên cho em mã đỏ. Lên cho em mã đỏ. Rồi nãy con nơ này nãy em nói nhiêu? Em có nghe chị nói con nơ nhiêu không? Em có nghe chị nói con nơ nhiêu không? Rồi lên dây mã đỏ. Thử. Nơ nãy em nói bao nhiêu ta? 65 đúng không mấy chị? Rồi 65 cho chị Kenny Trần nè. Chị Kenny Trần EB chưa? Cấp xanh. Chị Kenny Trần EB chưa? Ai nữa? Chị Hồng chưa EB à? Chị Hồng EB giúp em đi chị. Rồi chị Kenny Trần. Chị Hồng EB giúp em đi chị ơi. Để một lát nữa là quên á. Rồi con này size L nè em. Rồi con này eo 80 vừa nè. Ừ. Rồi lên dây mã xanh. Lên dây mã xanh. Ui con này sen ghê. Lên dây mã xanh nha. Dạ rồi. Rồi đỏ cho chị Trương Thị Hồng. Chị Trương Thị Hồng EB cho em đi chị. Hả? Cái gì Hồng? Dạ đúng rồi, dạ rồi em cảm ơn chị Mỹ Liên. Rồi, nơ 65. Rồi con này đẹp nè. Cái con xanh eo 80 chị không chị nào chốt quá, con xanh nó đẹp quá. Rồi con này eo 70 đến 74 vừa nè mấy chị. Đây. Ừ, eo nó như vậy nha, phần tay nè.
đẹp lắm. Rồi lên dây mã tay. Rồi ok, cảm ơn chị. Rồi lên dây mã tay nha. Mã tay đẹp lắm mấy chị. Rồi cái con này nó đẹp quá. Mới tinh nè. Chị nào thích màu tím thì hốt con này đi. Rồi eo 70 đến 74 vừa. Dạ hàng si mà chị. Em bán hàng si mà. High hand mà, second hand. Rồi con này eo 70 đến 74 vừa. Đây. Ồ mấy chị thấy cái ren nó mới tinh không? Ừ, cái màu tím nè, ly nó cũng mới nè. Rồi lên chia mã tím. Eo 70 đến 74 vừa. Rồi tay cho chị. Tay cho chị Mỹ Liên nè. Ồ cái con tay này nó đẹp nha. Rồi mấy chị làm ơn đừng dạo giúp em nha. Hàng này là em đã xả rồi đó. Giá là em xả, xả lỗ luôn rồi. Tại vì em còn tồn đầm nhiều quá mấy chị. Mà vô mùa hè đó thì Tết đó em lấy tới 7 kiện mà em bán không được bao nhiêu hết giờ.